Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục lại tăng cường. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh phổ biến cấp 7, thậm chí phần phía đông bắc của khu vực phía bắc của Biển Đông còn có lúc gió đông bắc đạt ngưỡng cấp 8. Với mức gió này thì độ cao sóng biển trên khu vực phổ biến từ 4 đến 6 mét, có lúc sóng còn cao trên 6 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa của Biển Đông cũng chịu tác động mạnh của không khí lạnh với trường gió đông bắc duy trì ngưỡng cấp 7, biển động mạnh, với sóng biển phổ biến cao từ 4 đến 6 mét. Sang đến ngày 24 tháng 12, gió giảm cấp dần xuống còn mức cấp 6, có lúc cấp 7. Còn với khu vực phía nam của Biển Đông, đêm nay và ngày mai vẫn chịu tác động của hai hình thái thời tiết xấu, đó là gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh ở phần phía tây kinh tuyến 114, còn phía đông là vùng xoáy thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới gây mưa rào và dông. Từ ngày 23 tháng 12, khi vùng xoáy trôi xuống xích đạo, tình trạng mưa gió sẽ giảm dần. Sóng lạnh tăng cường xuống nước ta trong đêm nay và ngày mai tiếp tục khiến cho gió đông bắc ở khu vực Vịnh Bắc Bộ duy trì cường độ mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7. Sóng biển tiếp tục ở ngưỡng cao từ 2m25 đến 3m75, biển động. Các hoạt động của tàu thuyền trên Vịnh Bắc Bộ cũng như việc lưu thông hàng hải trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn trong tình trạng khó khăn. Khu vực biển miền Trung Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào đến tận Bình Thuận từ nay đến hết ngày 24 tháng 12 đều có gió đông bắc với cường độ mạnh cấp 6 có lúc cấp 7. Độ cao sóng thường xuyên ở mức cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Các hoạt động lưu thông, đi lại của tàu thuyền ra đảo Lý Sơn hay là cả Côn Đảo chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng. Thậm chí nhiều cảng vụ sẽ còn phải cấm tàu ra khơi. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.